Xin chào mọi người, và Mạnh đã có mặt tại câu lạc bộ Pickleball tại 257 Lương Định Của, quận 2. Đây là câu lạc bộ mà người có thể search trên Google là câu lạc bộ tennis cao nguyên, nó sẽ ra. Và hôm nay ở đây thì đang có rất là nhiều anh em tham gia câu lạc bộ. Đây, mọi người có thể thấy xung quanh đây rất là nhiều đây, anh chủ câu lạc bộ, anh Thủ chủ câu lạc bộ. Hôm nay rất là vui khi đến đây tham gia cùng mọi người. Thì anh Thủ có thể tiết lộ với mọi người lý do tại sao mà anh lại thành lập câu lạc bộ. Nói chung là môn này mình cũng vô tình biết được, mình đã chơi thử, mình thấy rất là dễ. Những anh em đã từng chơi bóng bàn, tennis hay là cầu lông gì á, mình có thể chuyển qua đây tầm 5-6 buổi là mình đã chơi được. Môn này có thể phổ cập đến người chơi rất là nhanh. Hy vọng là mình sẽ làm câu lạc bộ để mọi anh em cùng vòng khu vực quận 2 của Đức Bình Thạnh nè, cùng nhất qua đây chơi để phong trào càng ngày càng phổ cập và phát triển mạnh hơn nữa. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh hôm nay đã tạo điều kiện cho em đến tham gia, và hy vọng rằng tất cả những khán giả trên kênh của Mạnh Seven sẽ đến trải nghiệm tại sân Cao Nguyên. Và hy vọng rằng trong thời gian tới, chỉ vài tháng tới thôi, thì cái phong trào này sẽ được đẩy mạnh. Và Mạnh tin rằng cái tiềm năng phát triển của môn này là rất là cao, bởi vì người người có thể chơi, nhà nhà có thể chơi, và chúng ta có thể phổ cập nó đến cấp độ là gia đình, tức là mỗi gia đình có thể có sân riêng để chơi, vì diện tích nó không quá lớn, kỹ thuật nó không quá khó giống như tennis. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển. Cảm ơn bạn nha.